Xin chào tất cả, bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn mục đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho Lâm. Rồi sau đó các bạn ấn phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình, rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những cái thông báo mới nhất từ video của mình nhé. Hôm nay thì Lâm sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho tất cả các bạn về top 1 cái ứng dụng mà giúp chúng ta có thể kiếm được thẻ cào hoàn toàn là miễn phí nhé. Thì ở trên cái ứng dụng này thì bản thân Lâm đã rút thẻ cào thành công rồi, nên là các bạn thể tham khảo và chơi cho mình. Hiện tại cái ứng dụng này nó vẫn rất là uy tín, và khi các bạn rút thẻ cào thì thẻ cào nó về rất là nhanh nhá. Cũng có rất là nhiều bạn có hỏi Lâm là kiểu như là chia sẻ một vài ứng dụng ấy giúp chúng ta có thể kiếm thẻ cào hoặc là kiếm tiền rút về ATM ấy. Thì đợt trước Lâm cũng làm rất là nhiều video hướng dẫn các bạn là kiếm tiền điện tử rồi, thì ngày hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà muốn kiếm thẻ cào để các bạn có thể làm điện thoại nhá. Thì hiện tại cái ứng dụng này đã rất là nhiều bạn biết đến rồi, thì cũng có một số bạn chưa biết đến, nên là ngày hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn này. Cái đường link tham gia thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video. Khi các bạn ấn vào cái đường link thì nó sẽ hiện lên một cái phần ở đây. Ở đây nó hiện lên một cái mục đó là tải cái ứng dụng này về. Các bạn ấn mục tải về ngay ở đây cho mình nhá. Đây các bạn để ý này, nó sẽ hiện lên một cái phần tải xuống đây. Các bạn ấn mục tải xuống ở đây cho Lâm. Sau khi các bạn tải ứng dụng này về rồi, các bạn sẽ cài đặt ứng dụng nhá. Hiện tại thì Lâm đã cài đặt sẵn ứng dụng rồi. Đây Lâm sẽ cho các bạn xem này. Đấy, cái ứng dụng này khi mà các bạn cài đặt xong nó hiện lên đây. Đây là cái ứng dụng Bungie nhá. Rồi bây giờ Lâm sẽ mở cái ứng dụng này lên này. Sau khi các bạn cài đặt mở lên thì các bạn sẽ đăng nhập cho Lâm bằng cái tài khoản, nếu mà bạn nào mà có số điện thoại thì các bạn đăng ký số điện thoại nhá. Bạn nào mà không có số điện thoại thì các bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Facebook của bạn. Đây các bạn có thể ấn sang cái mục trang cá nhân ở đây cho Lâm này. Đây nó sẽ có một cái phần đó là đăng ký, các bạn sẽ đăng ký bằng cái số điện thoại hoặc là Facebook. Hiện tại thì Lâm đã đăng ký rồi, các bạn để ý này. Và sau khi bạn đăng ký thành công thì nó sẽ hiện lên cái số điểm của bạn đây nhá. Đối với những cái tài khoản mới thì số điểm của bạn nó sẽ là 0. Và bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể kiếm được nhiều điểm ở trên cái ứng dụng này. Số điểm này là các bạn có thể quy đổi ra số tiền, sau đó các bạn có thể là đổi ra thẻ cào nhá. Hiện tại thì Lâm đang có ở đây là 18.900 đồng, tương đương với là 18.000, nó quy ra tiền Việt rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được nhiều điểm ở đây. Đặc biệt là đối với bạn nào mà mới đăng ký thành công ấy, các bạn sẽ nhận được là 50.000 điểm nhá. Các bạn sẽ ấn sang cái phần kiếm điểm đây này, nó có một cái thanh ở đây này. Đó, mình sẽ ấn sang cái mục đây. Ở bên cái mục này là giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều điểm nhất nhá. Để các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới này. Đối với các bạn nào mới đăng ký ấy, thì nó sẽ hiện lên một cái phần đó là cái phần mà nhập mã lời mời ấy. Nó sẽ ở bên dưới cái từ đây, nó cũng kiểu có cái trừ như này này, nhưng mà nó sẽ hiện lên phần đó là nhập mã lời mời. Các bạn sẽ ấn mục Go ở đây cho Lâm thì nó sẽ hiện lên cái mã cũng nhà của Lâm nhá. Các bạn sẽ nhập cái mã ủng hộ Lâm bằng việc là các bạn sẽ ấn mục Go đấy, rồi các bạn sẽ nhận được của nó là 50 xu hoàn toàn là miễn phí. 50.000 xu ấy các bạn, 50.000 xu nhá. Cái số xu nó trả cho bạn ở trên cái ứng dụng này nó rất là nhiều này. Ngoài ra ở đây còn có rất là nhiều nhiệm vụ nữa. Các bạn để ý này, đọc một bài viết này, các bạn có thể kiếm được từ 3.000 cho tới là 8.000 xu đây này. Chia sẻ lên Facebook nhận được từ 1.000 tới 5.000 xu này. Đấy, rất là nhiều nhiệm vụ ở đây. Rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn từng phần một. Ở đây các bạn có thể điểm danh hàng ngày nhá. Nó sẽ hiện cái mục điểm danh ở đây. Giả sử ngày đầu tiên các bạn sẽ nhận được của nó là 10.000 xu này. Ngày đầu tiên được 10.000 xu, ngày thứ hai 15.000 này. Và số xu của bạn nó sẽ tăng lên này đến ngày thứ 7. Đây Lâm sẽ ấn mục điểm danh ở đây này. Đấy các bạn để ý này, Lâm đã nhận được của nó là 10.000 điểm này. Đấy, bạn vừa nhận được của nó là 10.000 điểm, rồi Lâm sẽ ấn mục X ở đây này. Đó, như vậy hàng ngày các bạn sẽ vào đây điểm danh ở đây cho mình một lần thôi. Đó, ngày mai lại vào điểm danh và mình sẽ nhận được của nó là 15.000 xu này. Ở đây còn cách nữa, các bạn có thể là đi đọc báo này. Đây các bạn để ý này, nhiệm vụ hàng ngày này, các bạn có thể đọc một bài viết và các bạn sẽ nhận được từ là 3.000 cho tới là 8.000 điểm, rồi mình sẽ ấn sang đây này. Bên này là giúp chúng ta có thể đọc một bài viết nhá. Đây mình sẽ kéo xuống phần bên dưới này. Mình sẽ chọn một cái bài viết đi. Đây chọn một cái bài viết này chẳng hạn này. Đấy, đọc báo ở đây thì nó rất là nhanh. Các bạn để ý cái đồng hồ đây này. Sau khi đồng hồ này nó chạy hết thì các bạn sẽ nhận được số xu nhá. Đấy, cái phần đọc báo này nó chạy rất là nhanh. Lâm thấy cái ứng dụng này khi mà chúng ta tham gia đọc báo ấy, chúng ta nhận thưởng được của nó rất là nhanh nhá. Những cái ứng dụng khác ở phần này nó chạy rất là lâu này. Rồi bây giờ Lâm sẽ ấn mục đồng vàng ở đây này. Các bạn để ý này. Rồi như vậy là Lâm đã nhận được cỏ nó là 405 điểm, tương ứng với là 405 xu nhá. Mình sẽ ấn mục X ra ở đây này. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ đó là đọc báo rồi. Đây Lâm thử quay lại này, sang cái bên phần thẻ ở đây này.
Các bạn để ý này, rồi bây giờ mình sẽ ấn mục nhận đây nhá. Vừa nãy là chúng ta đọc một bài báo phải không? Ở đây các bạn để ý là nhiệm vụ hàng ngày là các bạn tham gia đọc một bài báo và các bạn có thể nhận được là từ 3.000 cho tới là 8.000 điểm. Bây giờ Lâm sẽ ấn mục nhận ở đây này. Đấy là cái phần đọc báo mà Lâm hướng dẫn chia sẻ nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể là chia sẻ lên Facebook này, hoặc là lại đọc một bài báo nữa này. Đó, đọc một bài báo nữa này, các bạn lại nhận được là từ 3.000 đến 8.000. Đây là đọc 3 bài báo, các bạn sẽ nhận được từ 5.000 cho tới là 100.000, từ 5.000 cho tới là 10.000 nhá. Quên mất, cái số điểm của nó rất là nhiều nên là mình hay đọc, nó hay bị nhầm này. Còn có cái phần đó là nhiệm vụ khác ở đây này. Các bạn để ý cái phần nhiệm vụ khác, các bạn có thể nhận được tới là 5 triệu điểm này. Cái phần nhiệm vụ này các bạn có thể kiếm được rất là nhiều nhá. Ở đây nó còn có một cái phần các bạn có thể là đi giới thiệu bạn bè, mình sẽ ấn mục Go đây này. Ấy, mục giới thiệu bạn bè này các bạn có thể nhận được rất là nhiều này. Các bạn có thể kéo xuống này, hiện tại Lâm giới thiệu được ở đây là 24 người phải không? Các bạn đọc ở qua cái phần giải thưởng đây này, giả sử mời một người, các bạn có thể nhận được là 6.000 này, mời từ 2 người cho tới là 4 người này. Đó, và số tiền nó sẽ tăng lên 9.000 này, 98.000 này. Đó, tổng 900.000 và tổng đây là 6 triệu này. Cái số tiền nó sẽ tăng dần lên nhá. Nếu mà bạn nào mà có kinh nghiệm đi mời bạn bè thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều phần thưởng ở trên cái ứng dụng này. Và cái số xu này là nó quy đổi ra thẻ cào cho bạn để các bạn có thể đổi được thẻ cào đây nhá. Rồi các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới này. Đây là kiểu như bảng xếp hạng ấy. Đó, trong tháng này người này đã mời được bằng này người này, và người này đã nhận được của nó là 1.8 triệu này. Nếu mà bạn nào muốn đi mời bạn bè, các bạn sẽ ấn mục link ở đây này để các bạn có thể chia sẻ mời bạn bè nhé. Các bạn copy đường link này, chia sẻ những nhóm kiếm tiền trên Zalo hoặc Facebook ở đây cho Lâm nhé. Rồi bây giờ Lâm sẽ quay trở lại này. Ở đây nó có một cái phần các bạn có thể là quay Lucky này, các bạn để ý này. Lucky skin này, Lâm sẽ ấn mục Go ở đây này. Ở trong cái quần, trong cái phần quay Lucky này, đó, mỗi ngày các bạn vào đây thì các bạn sẽ nhận được của nó là một lần quay nhá. Đây Lâm sẽ ấn mục quay miễn phí ở đây này. Xem mình sẽ nhận được là bao nhiêu xu đây nhá. Đấy, rất là hay, có rất là nhiều những phần thưởng. Rồi như vậy là Lâm lại nhận được tiếp của nó là 1, có nghĩa là 1.888 điểm, tương ứng với là 1.888 xu nhá. Rồi mình ấn mục X ra này. Rồi mình quay trở lại. Đấy là cái mục mà quay skin này. Ngoài ra còn rất là nhiều những nhiệm vụ khác này. Các bạn đọc báo điểm danh này, đi mời bạn bè này. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm sao để chúng ta có thể đổi được ra thẻ cào nhá. Mình sẽ ấn mục trang chủ đây này. Sau đó Lâm sẽ ấn mục đổi quà ở đây nhá. Đây Lâm sẽ ấn mục đổi quà ở đây này. Ở cái phần đổi quà này thì có hai mục, đó là mục các bạn có thể đổi thẻ cào này, thứ hai là các bạn có thể rút về sim của bạn luôn này. Mình sẽ ấn mục đổi thẻ cào đây nhá. Thì trước khi vào cái phần mà đổi thẻ cào, Lâm sẽ cho các bạn xem cái lịch sử này. Lâm sẽ ấn mục lịch sử. Ở đây thì Lâm đã rút của nó là 10.000 qua thẻ Villa và nó đã báo thành công rồi nhá. Và Lâm đã nạp là ok rồi. Rồi bây giờ Lâm sẽ rút một cái thẻ 10.000 nữa đi. Mình sẽ rút một cái thẻ Viettel nhá. Đây Lâm sẽ rút một cái thẻ 10.000 Viettel này. Đấy, mình sẽ chọn ở đây là Viettel này. Rồi sau đó Lâm sẽ ấn mục đổi quà ở đây. Sau đó mình sẽ ấn mục xác nhận ở đây nhá. Đó, xem nó xử lý trong vòng là bao lâu. Rồi mình sẽ chờ một lúc này. Như vậy là mình đã đổi thành công này. Các bạn để ý này, giao dịch thành công rồi nhá. Mình sẽ ấn mục xem ngay ở đây này. Đấy, rất là nhanh. Và bây giờ nó sẽ đang duyệt cho chúng ta nhá. Chúng ta sẽ chờ một lúc. Sau đó Lâm sẽ quay trở lại và xem nó hiện lên cái số kiểu như là mã thẻ cũng như là CD chưa. Rồi mình sẽ quay trở lại này. Đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn các bạn cách đổi quà. Thì hiện tại Lâm đang còn là 1 triệu xu nữa. Đó, mình sẽ quay ra xem mình hiện tại thì Lâm đang còn của nó là hơn 8.000 nữa. Đó, và mình phải kiếm được tầm là hơn 2.000 nữa thì mình mới đủ thêm là một cái thẻ cào 10.000 nhá. Đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn các bạn là đổi thẻ cào này. Ở đây bên này thì cũng có rất là nhiều cách, như lúc đầu Lâm đã chia sẻ các bạn là các bạn có thể đọc bài báo này, chia sẻ qua Facebook này, hoặc là các bạn có thể đi mời bạn bè để các bạn thể nhận được cái số xu này nhá. Trong cái thời gian mà chờ thẻ cào duyệt ấy thì Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là đọc thêm một cái bài báo nữa đi. Rồi mình sẽ kéo xuống phần đây này. Giả sử mình sẽ chọn một cái bài báo nữa này, mình sẽ ấn vào đây này, sau đó mình sẽ vuốt lên này. Đây các bạn để ý này, mình sẽ vuốt đây và chờ một lúc này. Sau khi cái đồng hồ này nó chạy hết nhá. Đây các bạn để ý này, hình như là thẻ cào mình đổi thành công rồi ấy. Tí nữa Lâm sẽ vào cho các bạn xem luôn này. Ở đây thì mình phải đọc cho nó hết cái bài báo này đi để chúng ta có thể nhận được xu đây nhá. Từ lần thứ hai đi thì khi chúng ta đọc thì nó sẽ lâu hơn các bạn ạ. Lần đầu tiên thì khi chúng ta đọc nó rất là nhanh, ở trong vòng chỉ vài giây thôi. Nhưng mà lần thứ hai các bạn đọc này, các bạn để ý này, nó chạy rất là chậm này. Đấy, cái này chắc phải rơi vào tầm là 30 giây ấy. Vừa lấy chắc thì rơi vào tầm là 10 giây thôi. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái việc đã đọc báo rồi nhá. Mình sẽ chờ này. Mình nhận được của nó là 594 xu này, x nó ra này. Rồi mình sẽ quay trở lại này, xem cái thẻ cào của mình đã được duyệt chưa nhá. Mình sẽ ấn mục đổi quà ở đây này. Rồi sau đó
Ấn vào mục đổi qua rồi, bây giờ mình sẽ vào cái lịch sử xem nó duyệt. Lâm sẽ vào cái phần lịch sử này xem nó đã duyệt thẻ cào cho chúng ta chưa nhá. Mình ấn mục là lịch sử đây. Rồi như vậy là cái số series cũng như là số kiểu như là mã thẻ nó đã gửi về đây rồi. Ở đây đối với bạn nào mà xem video đầu tiên của Lâm ấy thì các bạn sẽ dành ra cho Lâm 1 phút và các bạn sẽ làm cho Lâm cái thẻ Viettel này. Bạn nào mà làm được cái thẻ Viettel này thì các bạn sẽ comment ở bên dưới bình luận video cho Lâm nhá. Đây các bạn để ý này. Đó, mình sẽ để đây một lúc để các bạn thể làm thành công nhá. Rồi đấy là cái phần quà ngày hôm nay Lâm chia sẻ cho bạn cũng như là Lâm tặng thưởng cho bạn đối với bạn nào mà xem video đầu tiên của Lâm với cái thẻ Viettel là 10k ở đây nhá. Rồi thẻ cào nó duyệt rất là nhanh các bạn, trong vòng chỉ là 30 giây đến 1 phút thôi là nó đã duyệt thẻ cào cho chúng ta rồi. Thì hiện tại cái ứng dụng này nó vẫn rất là uy tín nên là các bạn thể tham khảo và chơi luôn cho mình nhá. Đây giờ về nó có rất là nhiều những cái ứng dụng, giả sử các bạn có thể tải những ứng dụng này về và các bạn có thể nhận được những cái số xu ở đây và nó sẽ tương đương với cái số tiền mà các bạn sẽ nhận được trên này nhá. Rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay Lâm hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn giúp chúng ta có thể kiếm được thẻ cào hoàn toàn là miễn phí ở trên cái ứng dụng này. Thì ở trên cái ứng dụng này bạn nào không hiểu thắc mắc gì thì các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm sẽ hướng dẫn. Thì video của Lâm kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn nhé.